Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, làm ăn đắc thắng, tài lộc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, hợp vía thần tài, được các tinh cao chiếu, tránh mọi tai ương, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, đón Tết 2025 âm lịch, phú quý đủ đầy, cực giàu có. Một đường dẫn lối công danh, đất trời thuận lý đạt thành thiên thai, mệnh người mãi mãi an bài, chấm thêm một quẻ phát tài thành công, mai sau đón nhận lộc hồng, đôi đường dẫn lối mênh mông tiền tài. Vâng, quý cô bác anh chị tuổi Ất Mão thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Ất Mão sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Ất Mão hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Ất Mão phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Ất Mão đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Ất Mão không được dễ dàng là mấy. Ất Mão thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Ất Mão hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Ất Mão những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Ất Mão hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Ất Mão đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Ất Mão, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Ất Mão nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Ất Mão thay đổi thì thái độ của Ất Mão cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Ất Mão sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Ất Mão chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Ất Mão thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Ất Mão có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người tuổi Mão tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng. Những người tuổi Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác, đây là đặc tính tự nhiên, vì họ không thích những tình huống khó lường trước. Tuy nhiên, lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ của họ thường dễ bị người khác lợi dụng. Thái độ hòa hoãn và dễ chịu của những người tuổi Mão là một sự thay đổi so với ba cung tuổi đầu tiên, nhưng thái độ đó lại một lần nữa khiến họ dễ bị xúc phạm và lợi dụng. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế,
biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm. Với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Mão có thị hiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Người tuổi Mão rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Mặt khác, họ khá hậm hĩnh, hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực mình dậy khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc. Dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ. Sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Mão trở thành kẻ nhu nhược và cơ hội vì họ là người an phận. Trong cuộc sống họ không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Họ ăn nói lưu loát có tài và rất tự trọng, khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Tuổi Mèo thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ. Họ cũng thích bịa chuyện, nhưng bịa đặt rất tinh khôn, tài tình. Những điều bỉ ổi họ luôn tránh đề cập trong câu chuyện. Người tuổi Mão rất gắn bó với những ai họ cảm mến, không mặn mà với họ hàng, bè bạn. Họ không dễ gì mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận. Họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, người tuổi Mão thuộc loại ưu tư, dễ mùi lòng, thậm chí rất mau nước mắt. Người tuổi Mão là những con mọt sách, nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc, đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ lợi hại hơn thiệt. Nhiều dân tộc châu Á rất dè dặt khi cư xử với người tuổi Mão, bởi họ tin rằng đám phù thủy thường vẫn mượn lốt những giống vật vô hại như loại này để trà trộn với người trần gian. Người tuổi Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình, đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Họ khá phụ thuộc, đặc biệt cảm thấy vui vẻ khi được chuyện trò cùng bè bạn thân quen. Thật vậy, họ là những người thích tám chuyện nhất đấy. Trong cuộc sống gia đình, Mèo là trung tâm, đó là do họ luôn để dành toàn bộ tiền bạc và công sức để tạo nên một không gian sống đáng yêu nhất. Khiếu thẩm mỹ sẵn có sẽ giúp họ trang hoàng tổ ấm của mình vừa nhí nhảnh, vừa tinh tế. Với lòng đam mê nghệ thuật, họ luôn dành thời gian cho những gì liên quan đến lĩnh vực này. Hãy nhìn đồ vật xung quanh họ xem cả một kho báu đấy chứ. Xanh lá là màu dành cho người tuổi Mão. Người tuổi Mão thích làm đẹp, ưa trưng diện hơn nhiều so với người bình thường. Anh ta không tiếc tâm sức tiền bạc để sắm thêm những bộ trang phục hào nhoáng, đẹp đẽ cho mình. Cho dù không dư giả gì về kinh tế, anh ta cũng sẽ gắng hết sức làm cho mình cũng lộng lẫy, lịch sự như ai. Do quá chăm chút tới vẻ ngoài, nên rốt cuộc anh ta chỉ biết tiêu tiền vào việc làm đẹp cho bản thân, không có thời gian quan tâm tới việc làm phong phú tâm hồn, khiến anh ta giống như cái lọ hoa chỉ để ngắm chứ ít để dùng. Người tuổi Mão là người gặp may mắn nhất trong 12 con giáp. Đúng như trong thần thoại Trung Quốc, mèo tượng trưng cho sự trường thọ, tinh danh và khôn ngoan. Mèo đại diện cho sự nhân từ, tao nhã, dịu dàng, đáng yêu, cách sống nhân ái, dịu dàng có phần thận trọng, bộc lộ những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện dày dặn. Người tuổi Mão thích sống trong môi trường yên tĩnh, hòa thuận thoải mái. Anh ta là người kín đáo, yêu nghệ thuật và giàu óc phán đoán. Anh ta rất thích hợp với những công việc liên quan đến chính trị và hành chính. Song đôi lúc anh ta lại tỏ ra vui giận thất thường. Anh ta sẽ trở nên xa cách với môi trường hoàn cảnh của mình hoặc lạnh nhạt thờ ơ với mọi người những khi như vậy. Tuổi Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn, gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Tuổi Mão là những người khéo léo trong việc cất giấu tình cảm của mình. Họ có thể đánh lạc hướng đối phương bằng những hành động thờ ơ, lạnh lùng, khiến người khác dễ hiểu lầm. Những người này cảm thấy ngại ngùng khi phải thể hiện những tình cảm của mình, bởi vậy họ chọn cách âm thầm giấu kín. Phụ nữ tuổi Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động cử chỉ dịu dàng, ân cần. Họ phóng thoáng, rộng lượng với bạn bè và những người thân xung quanh. Những người này sẵn sàng đầu tư một khoản lớn để chăm sóc hình thức bên ngoài của mình, xuất hiện trước đám đông. Cô nàng này luôn thu hút được mọi sự chú ý, lúc gợi cảm bởi những chiếc váy sexy, lúc mạnh mẽ với những trang phục cá tính. Phụ nữ tuổi Mão thích làm đẹp, trở thành người nội trợ trong gia đình hơn là tham gia kiếm tiền, xây dựng kinh tế gia đình. Họ luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc,
quan tâm tới những người thân xung quanh, đặc biệt là hết mực yêu thương chồng con. Cô nàng tuổi Mão có con mắt khá tinh tế và sắc sảo. Họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác. Bởi vậy, họ luôn là người vợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ. Đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Phụ nữ tuổi Mão khi lựa chọn người bạn đời thường có xu hướng tìm kiếm người có kinh tế mạnh, địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải lao động vất vả. Điều đó khiến cô nàng trở nên thực dụng trong mắt nhiều người. Đàn ông tuổi Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm. Họ thấu hiểu với cuộc sống của những con người nghèo khó, bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh chàng này khá hiền lành, không thích đấu khẩu, gây sự với bất kỳ ai. Trong giới hạn có thể, người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Với trí thông minh cũng như sự sáng suốt của mình, Mèo luôn là người bạc thiệp giỏi ngoại giao, vì thế họ quen biết rộng rãi, có nhiều mối quan hệ xã hội. Với óc sáng tạo phong phú, những chú mèo dịu dàng luôn tìm đến thế giới âm nhạc và hội họa. Ta dễ dàng thấy rằng nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực y khoa, thiết kế, âm nhạc và thời trang. Thêm một nét tính cách đáng yêu của mèo là họ rất tinh tế, biết quan tâm đến người khác, biết lắng nghe và cảm thông. Họ cũng có lòng trắc ẩn có thể giúp họ thành công trong các công việc như nhà trị liệu, bác sĩ, y tá hay nhà tâm lý. Những người tuổi Mão cũng có khả năng kinh doanh và giao tiếp tuyệt vời. Người tuổi Mão thường có cuộc sống yên ổn bình an. Điều này do bản thân tính cách người tuổi Mão chi phối. Môi trường sống yên bình là môi trường anh ta ưa thích. Do đó, người tuổi Mão đa số hài lòng với hoàn cảnh hiện có. Nói cách khác, anh ta chẳng có ước mong gì lớn lao to tát. Vì vậy rất ít người sinh năm Mão làm những việc rầm rộ, lập nên những thành tích chói lọi, trừ người tuổi Tân Mão nếu biết hợp tác chân thành với bạn bè. Với tính cách của người tuổi Mão, cuộc đời anh ta sẽ không gặp phải sóng gió, trở ngại lớn lao, cuộc sống diễn ra êm đềm đúng như anh ta muốn. Suy cho cùng, bản thân cuộc sống ấy đã đủ để bao người ước ao rồi, thì anh ta còn phải đòi hỏi cao xa gì? Nếu mong muốn cao xa, chưa biết chừng sẽ gặp nhiều trắc trở bất lợi. Người tuổi Mão đối xử với mọi người khẳng khái, nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp rộng rãi. Nói chung, người tuổi Mão có cuộc sống tiền tài sung túc, suốt đời không phải lo lắng về tiền bạc. Song cũng chính sự lạc quan vốn có, những mối nhân duyên tốt đẹp, không tính toán nhỏ nhặt, nên người tuổi Mão chả mấy ai ký cóp, một khi dư giả trong tay thì tiêu xài thoải mái. Không có điều độ, anh ta luôn mua sắm thỏa thích, thích thú vô cùng trước những món đồ xa hoa, những thứ mới lạ, do đó anh ta thường xuyên rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Hơn nữa, anh ta không biết quản lý chi tiêu tiền bạc, cứ có tiền là tiêu, vì vậy tuy có khả năng kiếm tiền, song anh ta không phải là người phú quý giàu sang. Nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Mão đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Tổng quan tử vi năm 2025 của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975 sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1975, dương lịch, cầm tinh con mèo, thiên can Ất kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa đắc đạo chi miêu, tức mèo đắc đạo. Sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khe thủy, nước khe lớn, theo thuyết ngũ hành, năm 2025 Ất Tỵ mệnh hỏa. Như vậy ta có mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2025, thiên can Ất bình hòa với can Ất, địa chi Mão bình hòa với chi Tỵ. Xét theo mệnh can, chi, năm 2025 Ất Tỵ là một năm có xung, có hợp với Ất Mão. Công việc của bản mệnh tuổi Ất Mão trong năm này có sự chuyển biến tích cực khi duy trì tính kỷ luật hiệu quả, làm việc chỉn chu khoa học, tinh thần chủ động là điểm mạnh giúp mệnh chủ đối phó linh hoạt trong mọi tình huống. Biết cách quản trị rủi ro, quản lý chi tiêu tài chính giúp tuổi Ất Mão nắm vững tài sản và nguồn thu nhập. Ở độ tuổi này, bản mệnh không còn nhiều gánh nặng,
áp lực của cuộc sống. Thay vào đó, khi con cái đã dần trưởng thành, anh chị tuổi Ất Mão sẽ được thảnh thơi, thư thái hơn. 1. Sao chiếu mệnh. Bản mệnh Ất Mão gặp sao Vân Hớn trong năm 2025, tròn sao chủ về thị phi, tai tiếng. Sao Vân Hớn có tính chất không tốt nhưng tương đối lành, không gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và cuộc sống của mệnh chủ. Nam mạng tuổi Ất Mão đề phòng kẻ tiểu nhân lợi dụng, chú ý lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đối với nữ mạng, nữ sinh năm 1975 gặp sao chiếu mệnh La Hầu trong năm 2025 Ất Tỵ, tròn sao chủ về thị phi, phiền muộn. Bản mệnh nếu là người khéo léo, có thể tránh được những chuyện thị phi trốn công sở, tập trung vào công việc của mình. Đôi lúc cảm thấy phiền lòng không lý do, Ất Mão nữ mạng nên dành một khoảng tĩnh lặng để bản thân nghỉ ngơi, hồi sinh tâm trí. 2. Vận hạn. Người sinh năm 1975 gặp hạn Thiên La, chủ về gia đạo, mâu thuẫn trong năm Ất Tỵ, Ất Mão nam mạng là người đứng ra giải quyết các vấn đề xảy ra trong gia đình. Bản mệnh nên công tâm và công bằng với các thành viên, chủ động dàn xếp mọi chuyện tốt nhất để không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Với nữ mạng, mệnh chủ Ất Mão 1975 gặp hạn Diêm Vương trong năm 2025, hạn chủ về tai tiếng thị phi, nữ giới gặp hạn Diêm Vương tránh lo chuyện bao đồng. Tốt nhất nên bỏ ngoài tai những lời bịa đặt vô căn cứ, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bản mệnh nên duy trì thái độ hòa nhã, ứng xử thấu tình đạt lý. 3. Vận niên. Vận niên chư phùng hỏa, tức heo gặp lửa, nhắc nhở bản mệnh Ất Mão cần đề phòng sự cố bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Trong công việc khi hợp tác làm ăn, bản mệnh nên cân nhắc tới các tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị phương án giải quyết toàn diện, có lòng tốt giúp đỡ mọi người, nhưng phải đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975, năm 2025 âm lịch. Tử vi đầu năm 2025 âm lịch tuổi Ất Mão chỉ ra rằng, bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu, nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh ảnh hưởng, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá, có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn. Đầu năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên bản mệnh Ất Mão còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị. Vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc, nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này, thì tình cảm dễ rạn nứt, lạnh nhạt. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Mão 1975, năm 2025 âm lịch. Rất tiếc là sự nghiệp của người tuổi Ất Mão chưa có những bước tiến đáng kể trong năm 2025 âm này. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi. Nguyệt lệnh lâm bệnh mang lại nhiều tác động không mong muốn cho bản mệnh, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ, không có ý định nhận lời khen thưởng hoặc đề bạt của cấp trên. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không bạn không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Thái tuế và âm sát là hai hung tinh đồng thời xuất hiện, càng là lời nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng hơn trong công việc, nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua, những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin, cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Xét phương diện tài lộc, tuổi Ất Mão 1975, năm 2025 âm lịch. Xem vận trình tử vi 12 con giáp trong năm 2025 âm lịch nhận thấy, tình hình tài chính của người tuổi Ất Mão cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng.
bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu, nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm. Người làm ăn kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa. Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm. Vừa tốn thời gian giải quyết, lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến bản mệnh tốn một khoản chi phí để thuốc men điều trị, để có thể tiết kiệm được khoản tiền này. Thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm, để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều. Xét phương diện tình duyên, tuổi Ất Mão 1975, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, con giáp này cũng khó có cơ hội được đón những tin vui tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ vấn đề phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn, bạn không muốn mở lòng cho mọi người xung quanh, cũng như những người thân thiết nhất. Người độc thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cho rằng việc yêu đương vừa phiền phức, vừa tốn thời gian, vì thế, bạn thường tìm cách để đẩy những người thật lòng với mình ra xa, dù có được người thân quen giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng tìm cách để chối từ các buổi gặp gỡ. Người đã lập gia đình thường hay giận hờn vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngoài ra, áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn. Do đó, bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện, tâm sự với nửa kia. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nhớ đừng trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn. Âm sát hung tinh xuất hiện cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Ất Mão 1975, năm 2025 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão không được tốt, do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn thường xuyên phải vất vả, bôn ba khiến cơ thể suy nhược. Một số người cảm thấy mệt mỏi, lười vận động, khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm. Tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm, nhưng dễ kéo dài. Bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học hơn, chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng, thoải mái. Khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra, bạn chớ nên bi quan, hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Khi suy nghĩ được nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn, vui tươi hơn. Thái tuế hung tinh cảnh báo bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe. Bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Ất Mão, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý.
Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng Ất Mão, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2025. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Ất Mão. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Ất Mão trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Tỵ 1977, tốt, Ất Mão 1967, tốt, Đinh Hợi 2007, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1975, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Quý Mùi 1943, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Ất Mão trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt, Mậu Ngọ 1978, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Mậu Tý 2008, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Mậu Thân 1968, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón hỷ thần, hướng Chính Bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, khi đến tuổi trung niên, ai cũng mang trong mình vô vàn những nỗi lo, áp lực về công việc, gia đình, rồi tiền bạc. Thế nhưng để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ta nên học cách giảm bớt, buông bỏ những gánh nặng dư thừa này. 1.
những vật chất không cần thiết. Khi còn trẻ, chúng ta mong muốn và ao ước một cuộc sống đầy đủ, dư thừa vật chất, ta luôn nỗ lực làm việc, kiếm tiền để có thể trang bị đầy đủ nhà cửa, xe hơi. Đôi khi chúng ta đánh mất ước mơ và thậm chí đánh đổi quá nhiều thời gian và sức khỏe để phục vụ cho việc này. Nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ thấy những điều đó không còn quá cần thiết, chỉ cần vừa đủ cho cuộc sống của mình mà thôi. Họa sĩ hoạt hình Thái Chí Trung, Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho chuyện này. Khi còn trẻ, ông bị quá ám ảnh bởi cuộc sống vật chất, thích mua ô tô và nhà. Vậy nên ông đã sở hữu cho mình 10 căn nhà và nhiều loại xe. Tuy nhiên, việc quản lý xe hơi và nhà cửa đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, đến nỗi ông không còn sức để sáng tác truyện tranh. Chỉ khi đó, Thái Chí Trung mới nhận ra rằng của cải vật chất quá mức đang tiêu tốn cả thế giới cũng như bản thân ông. Vì vậy, họa sĩ này bắt đầu giảm bớt hạn chế vật chất của mình, chỉ giữ lại những gì thực sự có ích. Những thay đổi đó khiến họa sĩ này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông không chỉ có nhiều thời gian hơn, mà còn có nhiều năng lượng hơn cho cuộc sống và đam mê của mình. Mayumi Kawa, Nhật Bản đã chia sẻ rằng, sở hữu những món đồ cũng tương tự với việc tiêu tốn năng lượng vào những món đồ đó. Cuộc sống có tuyệt vời hay không, không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu món đồ, mà phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thời gian để tận hưởng, giảm bớt nguồn lực vật chất, loại bỏ những gánh nặng dư thừa, và tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Chúng ta có thể tập trung nhiều hơn vào sự bình yên nội tâm và niềm vui đích thực của cuộc sống. Chúng ta tưởng chừng như mình đang thống trị vật chất, nhưng thực chất lại đang bị chúng điều khiển. Không gian tinh thần của con người là có hạn. Nếu bị ham muốn vật chất chiếm giữ, thì sẽ không còn chỗ cho tâm hồn bên trong bạn. Hãy để lại không gian, bạn sẽ có nhiều khả năng và sự lựa chọn hơn trong cuộc sống. 2. Những lời phàn nàn và tạm biệt cảm xúc tiêu cực. Phàn nàn là một loại năng lượng tiêu cực không chỉ lãng phí thời gian, sức lực, mà còn tác động tiêu cực đến tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống. Càng phàn nàn, thì vận may của bạn sẽ càng kém đi. Tác giả Dư Phàm, Trung Quốc đã chia sẻ ví dụ về người bạn của mình. Tôi có một người bạn tên Tiểu Tiểu, mỗi khi cảm thấy không hài lòng trong công việc, cô ấy sẽ phàn nàn với đồng nghiệp vì sếp quá khắc nghiệt hoặc vì cách đối xử của công ty không tốt, đồng nghiệp đều tránh mặt cô. Và sếp của cô cũng đề nghị cô từ chức, cô ấy đã thay đổi công việc 2 lần trong 1 tháng, chẳng có ai muốn nói chuyện với cô ấy cả. Nếu thái độ của bạn tốt, tâm trạng và hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Giải quyết mọi việc bằng thái độ đúng đắn, tích cực sẽ tốt hơn là tiêu cực và làm hại người khác. Sau tuổi trung niên, ta nên phải học cách ít phàn nàn hơn để điều chỉnh tâm lý của mình. Phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề, mà còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thay vào đó, ta có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn và tìm kiếm những giải pháp khác. 3. Những thông tin dư thừa. Trong thời kỳ công nghệ hóa, hiện đại hóa, mỗi ngày lên mạng xã hội chúng ta đều nhận được vô vàn những nguồn thông tin khác nhau, bao gồm cả những tin rác và tin thừa. Việc này không giúp não bộ có thêm nhiều kiến thức, mà thay vào đó sẽ giảm khả năng tập trung và tiếp thu. Blogger Classmate đã chia sẻ một trải nghiệm của mình. Tôi dành quá nhiều thời gian lang thang trên mạng, mặc dù có rất nhiều thông tin, tuy nhiên khi cần lại không tìm được thứ gì hữu ích. Tôi đã xem rất nhiều video, nhưng hiếm khi hiểu được. Quá nhiều thông tin khiến não tôi không thể tập trung suy nghĩ, năng lượng liên tục bị phân tán, từ đó tác động tiêu cực đến trạng thái tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, chúng ta nên học cách chọn lọc thông tin tiếp nhận để tập trung vào hiện tại và giữ đầu óc minh mẫn. 4. Những mối quan hệ không cần thiết. Khi còn trẻ, ta thường có xu hướng kết giao và kết bạn với rất nhiều mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, những mối quan hệ này không còn nhiều và cũng không còn cần thiết. Khi con người có tâm hồn cô đơn, họ có xu hướng mong muốn kết nối, hy vọng có được sự công nhận từ người khác. Trong cuộc đời bạn sẽ chỉ gặp mọi người khi cần thiết, chúng ta có đích đến khác nhau và cho dù có thể đồng hành thì cuối cùng vẫn buộc phải rời đi. Vấn đề không phải là có nhiều hay ít bạn bè, mà là liệu chúng ta có thể dành thời gian chia sẻ cùng nhau hay không. Chúng ta cần những người bạn thực sự, những người có thể hỗ trợ khi ta lạc lối nhất và bên cạnh ta khi cần. Sau tuổi trung niên, ta phải học cách chọn lọc những mối quan hệ, thời gian rất quý giá, hãy để nó cho những người hiểu bạn. Vâng, quý anh chị thân mến, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Ất Mão nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc cần được tư vấn thì hãy comment xuống bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải và phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.